Dov'è? Không, con cũng bé. Bây giờ thôi chứ rồi phải nhuộm nó. Em lười á, em sẽ chắc thời gian em nhuộm tiền. Em nhuộm nó, em có màu đỏ tím. Trẻ mà. Nhuộm mà em nghiện móc mang.
em mới nhuộm tóc có lần chứ. Ừ, thế nhâm nhuộm là cũng được, nhuộm vừa thôi, đừng sáng quá. Đến gần cuối năm này là em cắt hết rồi đấy. Ừ, đúng rồi, tóc này rồi đấy. Em cuối năm em nhuộm một lần đấy. Tết nhuộm cho đẹp. Vâng. Xong rồi ngày thường ngày lười. Khoảng ngoài 30 tí chỉ cần ra chân là đi làm rồi. Bây giờ 40 tuổi Dung ơi, hỗ trợ cho Thiền mỏi, hỗ trợ cho Thiền tí rồi. Hello. Bà này nó nặng thế mà vui vẻ hè. Dạ. Mặt xị đâu mà. Em hả chị? Đúng nào gặp vui vẻ. Tích có xị lắm. Chứ nhưng mà xị xíu thôi là thế. Thế là tốt. Nhiều năng lượng. Thấy mạnh kia vẻ là vui. Vui thì ai cũng biết, buồn chẳng ai biết. Ăn còn không biết thì ăn là biết. Thật nhỉ. Nhà chán quá. Hello mọi người. Chán hả ấy? Chúc mừng Dinh nha. Dinh ơi, và chúc mừng Dinh nha. Trời, cô được trai thế. Mấy tuổi rồi đó? 4 tuổi. 4 tuổi á chị. Nó phải vào đại học mới nhà. Đại học mà tiền gì nữa? Đại học 18 tuổi là tự lo rồi. Ừ, anh kêu cho nó 18 tuổi là tự nó lo. Đợi đến. Tầm lớp 9, lớp 10 thôi là bắt đầu bé mẹ đã đầu đầu rồi. Đẹp quá, xe của bà đẹp ghê. Ủa vậy hả? Ồ, cường thấy không? Đẹp quá. Bà nói xe của bà đẹp ghê. Xe đẹp quá. Bà phải đi chạy lắm lắm. Cô xe của bà đẹp quá, trả lời đi. Trẻ con mà cứ từ tầm lớp 7 trở xuống. Đáng yêu lắm. Bắt đầu lớp 8, lớp 9, bắt đầu ngang.
Ok, xoay tóc giùm thầy em ơi. Gì này? Đang xe đạp ở nhà vậy á? Ờ, cái xe bỏ qua. Lấy ai lấy vậy? Ai lấy ra đây?